Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, chúng tôi đang thực hiện số đối thoại thứ 5 bàn về việc cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế. 4 số đối thoại trước thì các khách mời đã đưa ra rất nhiều những vấn đề về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp làm cách nào chúng ta có thể cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế một cách hiệu quả nhất. Trong đó thì có rất nhiều ý kiến liên quan đến thực trạng hiện nay của bộ máy hành chính, đó là cồng kềnh, kém hiệu quả và hiệu lực. Trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời bàn về những giải pháp để có thể đạt được mục tiêu của chúng ta trong việc cải cách bộ máy hành chính và tinh giản biên chế. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đào Huy Sám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Sao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự. Vâng, trước hết là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Và trước khi mà chúng ta bàn tiếp về chủ đề này, đây là số đối thoại thứ 5 như tôi giới thiệu từ ban đầu ạ, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Gần đây nhất thì con số của vị lãnh đạo Bộ Nội vụ có nêu ở ngay diễn đàn Quốc hội là tính ra, chưa tính lực lượng của bên quốc phòng và công an thì vào khoảng hơn 7 triệu người, khoảng 7 triệu rưỡi, 7 triệu 6 người là sống vào lương của ngân sách. Thế thì nếu cộng thêm với lực lượng vũ trang nữa thì rõ ràng là nó tới con số vào khoảng 11 triệu người, như là đã có lần tôi nêu lên thông qua một số cuộc hội thảo mà tôi được tham dự và được những người làm trong chính bộ máy nhà nước khi mà bàn về tiền lương đấy. Bởi vì trước đây tôi thường tham gia nhiều hơn những cái bàn về cải cách tiền lương, thì khi nói về cái khó của cải cách tiền lương thì mọi người nêu ra là cái khó đầu tiên là cái con số ăn lương nhà nước quá đông hoặc là có tính chất lương. Nói cách khác tức là nhận một cái tiền dù là lương hay là thù lao từ ngân sách nó trở thành quá lớn và khoảng 11 triệu. Thế thì con số như vậy thì rõ ràng là nó trở thành cái gánh nặng quá lớn và vấn đề tiền lương không thể giải đáp được nếu như đất nước này còn nuôi một bộ máy cồng kềnh như vậy. Và phải nhớ là cả một đất nước chỉ có hơn 90 triệu dân thôi, và số người ở trong tuổi lao động làm việc thì cũng lại chỉ độ khoảng 50 mấy triệu người thôi, mà nuôi một bộ máy như vậy thì làm sao nuôi nổi. Người dân thì có một câu nói là cái tình trạng của chúng ta như hiện nay ấy, là nó giống như cái kiểu là một người cầm cày và bảy người cầm thìa, tức là một người làm nhưng mà bảy người bám theo ăn, thì không có một cái bộ máy nào, không có một cái cơ chế một đất nước nào chịu được nổi. Tại sao cái khu vực hành chính nhà nước nó lại có sức hấp dẫn như thế? Mà tôi cũng xin nói thêm rằng hiện nay trên cái thị trường lao động thì ví dụ gần đây nhất là có một cái cơ quan tôi biết là tuyển có 4 vị trí mà đến 90 hơn 100 hồ sơ nộp vào. Thế thì vậy nó vẫn có một sự hút rất là ghê gớm từ khu vực này. Thế thì nguyên nhân từ đâu? Có phải chăng là gì? Là trong cái ngay từ cái khâu đào tạo con người của mình cũng đang không định hướng cho sinh viên về cái nghề nghiệp một cách cân bằng. Chúng ta đang hô hào một xã hội là khởi nghiệp, một quốc gia khởi nghiệp, hô hào là doanh nhân khởi nghiệp, nhưng mà ra trường, sinh viên ra trường lại cứ muốn chui vào nhà nước. Vấn đề thứ hai nữa là nếu người ta chỉ chui vào để người ta phục vụ thôi và hưởng lương thôi thì liệu rằng có đủ hấp dẫn để mà người ta vào thế không? Và thứ ba nữa là vấn đề người ta vào bộ máy mà nó trải qua một cái quy trình sàng lọc thật khách quan, minh bạch, công khai để chọn được người xứng đáng, thì liệu rằng là gì, người ta có những cái người mà mới ra trường, người ta liệu rằng người ta có đủ cái tự tin để người ta vào không? Như vậy rõ ràng đây nó có một cái gì đó từ cơ chế. Một là cái việc vào các cái cơ quan nhà nước nó đang là một cái sự gì đó ban phát, một cái sự gì đó mà nó rất là dễ, mà người ta vẫn nói những cái từ nhiều ệ đó. Thứ hai nữa là vào đó người ta vẫn kỳ vọng chờ đợi vào một cái bổng lộc, một cái gì đó, chứ còn nếu mà chỉ trông vào đồng lương không thì trông vào cái sự gọi là thăng tiến theo năm tháng, theo đúng năng lực của mình thì chắc là cũng không đến mức hấp dẫn như vậy. Thì rõ ràng là cái nền hành chính của chúng ta này, cái nền công vụ chúng ta này, nó vẫn có những cái gì đó được coi là một nét màu mỡ. Nó có một sức hút ghê gớm để mà một cái lực lượng rất là lớn người lao động trong xã hội là muốn vào đó. Nhất là những người mà sinh viên trẻ ra trường. Thì đấy là cái mà chúng ta phải nhìn và phải mổ xẻ để mà chúng ta phải điều chỉnh từ cái gốc rễ như vậy.
Vâng, thưa các khách mời, như vậy vừa rồi tôi đã tổng hợp một số ý kiến đáng chú ý của khách mời trong số trước bàn về cái thực trạng hiện nay của bộ máy hành chính. Và đặc biệt là tôi có nhấn mạnh ngay từ khi giới thiệu phần đầu của chương trình đối thoại, đó là một cái bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả và kém hiệu lực. Vậy thì ngày hôm nay các khách mời ở đây đánh giá thế nào về bộ máy hành chính? Các khách mời có đồng tình quan điểm với các khách mời trong số trước hay không ạ? Và các khách mời có thể nêu một số những con số, những cái dẫn chứng và lập luận mà chứng minh cho cái điều đó. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Giao ạ. Vâng. Cái việc mà chúng ta nhận định về bộ máy hành chính công của chúng ta đấy, cồng kềnh, kém hiệu quả, thì theo tôi đấy là một cái kết luận nó phát sinh từ một cái thực tế rất là rõ ràng nhiều năm nay. Đó, chứ không phải là chỉ một cái nhận định có tính chất là trong ngắn hạn. Có thể nói cái câu chuyện về bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả, rồi đội ngũ công chức cũng năng lực yếu kém, là cái câu chuyện đã từng đặt lên bàn Quốc hội, trao đổi nhiều kỳ họp này, và cũng như trong công luận là chúng ta cũng đã bàn thảo nhiều trên các phương tiện truyền thông. Cho nên là để nó rõ hơn nữa thì gần đây đấy thì chúng ta có thêm được những con số. Đến con số tới 11 triệu người hưởng lương của nhà nước. Thế rồi các cái đầu mối, chúng ta thử nhìn lại, so sánh một chút thôi, là các cái đầu mối ngay ở cái cấp bộ của chúng ta thôi. Đã một lần tinh giản biên chế, lúc trước là còn ngoài các bộ còn có các cơ quan coi như trực thuộc chính phủ nữa, cũng đã có một lần chúng ta làm là cũng rút được xuống một chút. Nhưng bây giờ cái nhìn tổng cái số bộ của chúng ta đó, cũng đã là lên cái con số 26-27. Đấy là chưa kể trong mỗi một bộ cái số lượng tổng cục tăng lên cũng rất nhiều. Thì đấy là về con số. Trong khi đó đấy, cái bộ máy hành chính công theo những thông tin mà tôi có ghi nhận được đấy, thì ví dụ như ở Mỹ hay Nhật, người ta cũng chỉ hơn một chục thôi, khoảng 12-13 bộ thôi. Thế mà chúng ta dân số thì có gần 100 triệu. Mà nước Mỹ thì dân số người ta đến hơn 300 triệu, gần 400 triệu. Mà cũng bộ máy hành chính công của người ta cũng đến thế thôi. Đấy là những cái số liệu để cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng là bộ máy to quá, nhiều đầu mối quá. Và hiệu quả thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cái bằng chứng cho thấy là hiệu quả có thể nói là rất yếu, rất thiếu, rất là thấp. Thì đấy là cái nhận định thứ nhất của tôi. Thế thì bây giờ vấn đề chính là giải quyết như thế nào. Vâng. Đây là một cái vấn đề rất là lớn. Chúng ta đã nhận diện được vấn đề và theo như nghị quyết của Trung ương là đưa ra một cái quyết tâm là giảm một cái con số 10%. Thì theo tôi đấy cũng vẫn chỉ là một cái chính sách lớn thôi. Chúng ta muốn giải quyết cái con số 10%, tại sao lại 10%? Và giảm là giảm chỗ nào? Thì đây là cả một loạt rất là nhiều cái vấn đề có liên quan. Và tôi nghĩ rằng là từ nhiều góc nhìn, từ góc nhìn về thể chế, bộ máy, từ cái góc nhìn về hiệu quả kinh tế, từ cái góc nhìn về cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, và ở đây phải soi xét từng cái góc như thế để tìm ra những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến một cái vấn đề lớn như vậy. Vâng, luật sư bổ sung gì không ạ? Vâng, câu chuyện này thì phải nói là nó là kéo dài rồi, nhiều năm rồi. Và bây giờ nó thành cái câu chuyện là biết rồi khổ lắm nói mãi. Thế thì xã hội thì đang bức xúc là nó to quá, nhiều người quá. Thế nhưng mà vấn đề tiếp theo là cái gì? Đông, nhiều, nhưng không mạnh. Hiệu lực yếu, hiệu quả kém. Thế thì tôi thì cho rằng là cái vấn đề nghiêm trọng ấy chưa phải là vấn đề to hay nhỏ đâu. To hay nhỏ là cái ta nhìn thấy bằng con số. Nhưng vấn đề nghiêm trọng và khó giải quyết nhất là vấn đề nó là lẫn lộn chức năng và chồng chéo về thẩm quyền. Cái đó khó hơn nhiều. Bởi vì cái đó là một cái di chứng hay là cả một di sản từ quá khứ. Chúng ta đã chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Tức là cái môi trường nó thay đổi rồi. Thế nhưng mà dường như là chức năng, nhiệm vụ của rất nhiều các cái cơ quan nhà nước vẫn như cũ. Chẳng hạn như từ góc nhìn của nhà nghiên cứu pháp luật ấy, thì tôi thấy rằng tôi cảm thấy rất dị ứng với cái khái niệm được gọi là quản lý nhà nước. Thế giới người ta gọi là quản trị công. Thì quản trị công và quản lý nhà nước là hai khái niệm rất khác nhau. Khái niệm quản lý nhà nước ấy, mà khi dịch sang tiếng Anh ấy, thì phải nói là các cái nhà nghiên cứu thể chế của nước ngoài người ta không hiểu nó là cái gì cả. Bởi vì, nhưng chúng ta thì hiểu, bởi vì nó là một cái khái niệm của cái cơ chế cũ. Thế còn cơ chế mới chúng ta phải bắt đầu bằng quản trị công, tức là phải thay đổi về chức năng, nhiệm vụ của cái bộ máy nhà nước
Và trong cái tổng thể của hệ thống chính trị là có đảng và sau đó là các cái tổ chức khác nữa, gọi là tổ chức xã hội. Vâng ạ. Ông Sám nghĩ thế nào? Tôi thấy là nhìn theo một cái chiều, trước hết là tính cái quan niệm của chúng ta về công tác quản lý, hay là như là anh Lập có nói quản lý nhà nước, tôi thấy là nhiều người nói đến chuyện là hai chính quyền, thậm chí chúng ta có thể trên hai chính quyền trùng lắp. Thứ nhất là chính quyền hành chính, trên đó có chính phủ, quyền lập pháp, có cơ quan đảng, còn có các cái tổ chức thuộc mặt trận tổ quốc. Ở các nước thì người ta không coi những cái cơ quan, những tổ chức thuộc mặt trận tổ quốc là cái quản lý nhà nước. Nhưng chúng ta là đang có là sự mập mờ lẫn ở đây. Cái thứ hai mà nói là chúng ta gần đây là phình ra về mặt tổ chức. Ví dụ như là nếu như nhìn cái đây khoảng chừng độ 50 năm thì đất nước chúng ta không phải là 63, 64 tỉnh thành. Nó sẽ là dưới 50 tỉnh thành. Cái thứ ba là cấp quản lý là chúng ta 4 cấp. Ở nhiều nước người ta là 3 cấp. Và hơn thế nữa là ở mỗi một cấp ấy, là chúng ta phình bộ máy rất nhiều. Khi tôi đi làm việc cái đây 3, 4 chục năm ấy, thì một bộ tôi chỉ có hơn chục vụ. Thời gian vừa qua là coi như là cơ quan riêng vụ cục mà còn giúp bộ trưởng và công tác quản lý nhà nước ấy, là lên đến gần 4 chục, trên 3 chục. Còn các đơn vị trực thuộc khác như là viện, như là trường, 5-6 chục. Thì rõ ràng là về mặt cái số lượng cho thấy rất là nhiều. Xét về mặt quản lý thì ngay sáng nay tôi cũng vừa giảng cho anh em sinh viên. Nếu một người ra quyết định thì có chỉ giả sử mất 10 phút. Một nhóm 5-10 người ra quyết định có thể mất 1 tiếng, nửa tiếng. Nhưng một tập thể 50 người ra quyết định có khi một ngày không xong. Thế nên là vừa chồng chéo, vừa lặp đi lặp lại quy trình ra quyết định, vừa không rõ về phân công nhiệm vụ. Cho nên tôi nghĩ rằng tiến trình cải cách thủ tục chính này phải bao gồm hai bước. Bước thứ nhất là quyết khẩn cấp trước mắt, chẳng hạn như Trung ương đặt ra yêu cầu là giảm 10% biên chế trong thời gian ngắn hạn 1-2 năm. Bước thứ hai là phải có nghiên cứu tổng thể về những vấn đề tương tự. Anh Giao vừa có nói về chuyện là nước Mỹ. Tôi nói từ một nước tiên tiến nhất thế giới về quản lý công là Thụy Sĩ. Người ta chỉ có 7 vị hưởng tiêu chuẩn tương đương cấp tướng của ta, hoặc là cấp phó chủ tịch tỉnh, hoặc là thứ trưởng trở lên, thành ra một hội đồng nhà nước. Và những cái vị trong hội đồng nhà nước thay phiên nhau làm chủ tịch, phó chủ tịch theo chu kỳ phân công là lần lượt. Và thậm chí có lần mà chúng tôi liên hệ là đề nghị cho chủ tịch nước sang thăm, thì họ trả lời rằng xin không để cho tôi sang năm và sang năm nữa. Bởi vì một năm tôi chỉ được phép tiếp 2 vị nguyên thủ quốc gia với nghi lễ quốc gia. Và chi phí cho một lần tiếp như thế chẳng hạn là 100.000 đô la Mỹ. Còn các vị có sang bằng chuyến bay đi hạng nhất, hạng business, các vị đến và coi tôi bố trí một cái xe ô tô đến trao đổi thì muốn thế nào cũng được. Nhưng mà người ta bằng cách quản lý như thế, và họ chia rõ là nhà nước bên trên, liên bang chỉ có phụ trách quốc phòng, giáo dục, ngoại giao. Đến nhà nước bang thì là một số chức năng khác nữa. Đến cơ quan quản lý công cấp xã, có 3 cấp, thì lại một số việc cụ thể nữa. Thế cho nên bộ máy họ vô cùng đơn giản, nhưng thu nhập họ luôn luôn đứng thứ nhì, thứ ba thế giới. Nhưng đến mục tiêu đó chúng ta không mong muốn là chúng ta có được. Nhưng một cái tấm gương là có một cái chương trình dài hạn nghiên cứu về một bộ máy thế nào để hiệu quả, với các cái cấp chính quyền như thế nào. Và cái yếu nhất của chúng ta hiện nay là chúng ta quản lý quá nhiều việc. Và nhiều cái bộ ngành như là cơ quan đảng, cơ quan chính quyền, cơ quan quốc hội và cơ quan mặt trận đều nghĩ rằng cái phần đó là thuộc quản lý nhà nước của mình, và quản lý chồng chéo sang nhau. Cho nên là một cái bài học rút ra giảm đi 10% tôi cho là cần thiết trong vòng 1-2 năm. Chẳng hạn như Hà Lan ấy, ông thủ tướng lên xong ông cam kết rằng tôi sẽ giảm được 30% chi phí của nhà nước và bộ máy nhà nước. Và ông bảo là anh nào nhận bộ trưởng, tôi giao cho anh giảm 35% ở bộ này, 40% kinh phí bộ kia. Anh chiếu người đó kinh phí, anh làm thế này làm. Thế rồi cái ông bộ trưởng cũng thu xếp được quản lý và chỉ chi hết 60% kinh phí. Tôi xin có ý kiến cuối cùng của mở đầu này là đào tạo. Nếu chúng ta muốn luôn luôn đào tạo công chức để cập nhật với tình hình phát triển, thì với một bộ máy 2 triệu người, với một trong trường hợp với bộ máy mà chỉ phần 3 như thế, thì cái chi phí vào đào tạo và chi phí và nguồn lực để trả lương, động viên và nâng cao chất lượng hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều, không phân tán như hiện nay. Ta sẽ trả lời tiếp sau anh ạ. Ngay trong phần đầu tôi có hỏi về thực trạng, các khách mời cũng đã dần dần hé lộ những cái giải pháp mà mình đưa ra. Có những giải pháp về việc chúng ta phải chỉ rõ cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, từng cá nhân, đúng không ạ? Rồi thậm chí cả những giải pháp nhất thể hóa, tôi thấy cũng bàn rất là nhiều về cái câu chuyện nhất thể hóa thời gian vừa qua. Vậy thì ông Giao hay là ông Lộc có thêm những giải pháp không? Tôi thì trước hết nói về giải pháp. Chúng ta tìm ra giải pháp ở đâu? Chúng ta cần phải tập trung vào xác định cái nguyên nhân nó làm ra vấn đề. Thế thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy cái hiện tượng là gì? Là nhiều đầu mối. Thì chúng ta thấy rằng là nó chồng chéo chức năng, chồng chéo theo hàng dọc,
chồng chéo theo hàng ngang. Tôi nói ngay Ủy ban Nhân dân tỉnh thôi. Nếu như chúng ta đọc cái luật về tổ chức Hội đồng Nhân dân với lại Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng ta thấy rất rõ về quyền hạn, chức năng các thứ. Dường như là ở tỉnh có những quyền hạn gì, ở huyện cũng có những cái nhiệm vụ gì, thì ở huyện rồi xã cũng tương tự. Nó chỉ khác đi về quy mô và một số các cái quyền hạn nhất định thôi. Thì đấy là một cái sự có thể nó là chồng chéo rất rõ. Cái thứ hai nữa, ngay giữa các bộ với nhau thôi, chúng ta còn nhớ nói cái câu chuyện về an toàn thực phẩm. Thế để quản lý cái chuyện an toàn thực phẩm đến 5 bộ, ví dụ như vậy. Thế thì như vậy chúng ta đã nhận diện ra được một cái sự chồng chéo về chức năng. Thế vậy thì giải pháp rõ ràng là bây giờ chúng ta phải có một cái đánh giá là chồng chéo như thế nào, chồng chéo ở cái cấp nào, và cái việc đó thì nên giao cho bộ nào tốt nhất. Đấy là chúng ta đang hướng đến một cái giải pháp gọi là gì? Mô tả công việc cho thể chế, cho cấp bộ, cho cấp tỉnh, cho các cái cấp dưới tỉnh như là huyện, xã v.v. Và cũng nhân đây tôi cũng muốn nói luôn là cái bộ máy tinh gọn ở các nước đó, là người ta trao quyền cho người dân ở cấp địa phương cơ sở tương đối là lớn. Người dân người ta sẽ có cái tiếng nói rất mạnh mẽ để mà xây dựng chính quyền, để mà giám sát hoạt động của chính quyền. Cho nên là cái bộ máy hành chính công ở cấp cơ sở không cần nhiều. Chúng ta trước đây nói cái câu chuyện về phân cấp phân quyền, đúng không? Thì có nhiều ý kiến cho là gì? Ôi, nếu cứ phân cấp phân quyền nhiều cho xuống dưới đó thì sợ rằng lạm quyền, sợ rằng là sẽ tùy tiện và xảy ra nhiều chuyện mà Trung ương không kiểm soát được. Thế tại sao Trung ương phải kiểm soát? Cái việc mà giám sát của người dân và để cho người dân có tiếng nói ở cơ sở đấy, đấy chính là cái thể chế, cái thiết chế giám sát tôi nghĩ là nó rõ ràng và nó hiệu quả nhất. Thế thì đấy, từ cái câu chuyện là chúng ta thấy chồng chéo về thẩm quyền, chồng chéo về chức năng. Bây giờ chúng ta phân định rõ đi, mô tả công việc cho rõ các bộ và giao cho những bộ nào ở cấp tỉnh được làm cái gì. Và về phân cấp chính quyền địa phương, nên chăng chúng ta cũng nên bàn lại cái câu chuyện là chính quyền địa phương ở cấp tỉnh có nên là 3 cấp không? Hay chỉ cần 2 cấp thôi? Đó. Thế khi nói đến cái chuyện 2 cấp hay 3 cấp đó, thì lúc đó lại còn có cái câu chuyện về năng lực. Sợ rằng, nếu mà bây giờ cứ giao hết cho xã với phường, sợ họ không có năng lực. Theo tôi cũng không hẳn, đấy đã là một cái kết luận mà thuyết phục. Thế chúng ta phải gỡ rối từng tí một, từng một chút một. Một điểm nữa tôi cũng muốn nói là thế này. Ta định ra một cái chỉ tiêu gọi là chỉ tiêu pháp lệnh, 10% hay bao nhiêu đấy. Có lẽ là cái chỉ tiêu đó khi thực hiện, thôi thì đây là cái quyết tâm chính trị của Đảng rồi. Nhưng cái chỉ tiêu đó khi thực hiện thì không thể nào đánh đồng được. Không thể nào mà chủ quan duy trì là từ trên xuống dưới cũng như là hàng ngang hàng dọc là đều phải cứ 10% được. Cái này phải, thậm chí có những chỗ anh cần phải tăng cường. Chứ không phải là anh cứ cắt đi 10% là bộ máy nó ổn. Đấy là cái việc nữa. Cái việc nữa, một cái mà tôi nghĩ rằng xã hội cũng đang rất bức xúc trong cái câu chuyện mà liên quan đến cái chi phí cũng như hiệu quả của cái hệ thống. Chúng ta gọi là đây là cải cách cái hành chính công. Nhưng mà thực ra trong này là nó lẫn luôn cả. Như là các anh vừa nhắc đến là một cái hệ thống mà thực ra nó không phải là trong công quyền. Chúng ta biết là 1,7% GDP là chi cho các hội đoàn thể, mà cái này là khảo sát rõ ràng. 1,7 tức là 68.000 tỷ đồng một năm chi phí cho các hội đoàn. Thì cái việc này cũng phải xem lại cái chức năng của những cái tổ chức quần chúng mà mang tính chất chính trị đấy đến đâu và chỉ đến cấp nào thôi. Và cái hoạt động của anh ấy bị cho đến nay được đánh giá là lạm dụng cái ngân sách đó chi phí thường xuyên rất nhiều. Còn chi phí cho hoạt động của hội nông dân, chi phí hoạt động của đoàn thanh niên, của hội phụ nữ, chi phí cho hoạt động nó chỉ chiếm khoảng 30%. Trong khi đó 70% chi phí thường xuyên đó là vấn đề chi phí hành chính, tiền lương, chế độ v.v. Thì cái này cũng cần phải dứt điểm. Theo cái mạch của anh Giao ấy thì tôi rất thích cái ý của anh là thế này, nó có rất nhiều bộ phận thừa trong cái cơ thể nhà nước của chúng ta. Anh nói ví dụ như là rất nhiều các cái hội đoàn thể, tụ bộ máy rất to công cành không biết để làm gì. Thế rồi để thậm chí là cả những cái tổ chức thực ra nó không phải là nhà nước nhưng vẫn hưởng lương nhà nước. Tức là không định hình nó là nhà nước hay là nó thuộc về xã hội. Tức là rất nhiều bộ phận thừa, phải nói như vậy. Và đã sinh ra nó rồi thì nó phải ngọ nguậy, nó phải làm cái gì đó.
đúng không ạ? Nếu không thì nó không gọi là hợp thức được cái chức năng của nó để nó có các cái nguồn thu và thậm chí cả nguồn chi. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái giải về cái bàn về giải pháp ấy thì nói một cái đơn giản ấy thì người ta đưa ra cái khẩu hiệu thế này. Trước đây thì là hay là hiện cho đến hiện nay đó thì là nhiều cơ quan làm một việc tức là chồng chéo và đâm ra là không ai có trách nhiệm chịu trách nhiệm cả. Thế thì bây giờ chúng ta thay cái đó đảo ngược lại bằng là một cơ quan làm nhiều việc. À, thế đấy có phải là một giải pháp không? Nghe thì rất là logic. Thế nhưng mà nó có vấn đề là thế này. Là việc mà vẫn thế thì có thể là giao cho một cơ quan thì cái cơ quan đó tức là một đầu mối. Thay vì nhiều đầu mối thì một đầu mối. Nhưng cái một đầu mối đó ấy, thì nó lại phình ra bởi vì số việc vẫn thế thì vẫn phải bấy nhiêu người. Bởi vì con người nó gắn với năng lực. Năng lực vẫn vậy, số người vẫn vậy, không có giảm đi, thậm chí có khi còn tăng lên. Đấy. Thế thành ra là do cái quy trình quản lý nữa. Nên tôi nghĩ việc đầu tiên ấy, về mặt giải pháp ấy, là ta phải giảm việc. Tức là định nghĩa lại cái khái niệm gọi là như chúng ta truyền thống gọi là quản lý nhà nước hay là quản trị công. Nhà nước làm cái gì? Và tôi cho rằng là nhà nước không cần phải làm quá nhiều việc, quá vất vả như hiện nay. Hơn 20 năm trước tôi là quan chức nhà nước, tôi còn có thứ bảy chủ nhật. Thế còn bây giờ đấy, thì phải nói là trong gia đình tôi nhiều là người làm cán bộ nhà nước ấy, rất nhiều trường lần đấy là không có thứ bảy chủ nhật. Và đêm hôm làm vất vả còn hơn cả khu vực tư nhân về mặt thời gian. Nhưng mà hiệu quả tôi không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì chủ yếu là họp. Phải nói là như vậy. Thế thì rất nhiều cái việc mà tôi nghĩ rằng là các cái trong quản lý nhà nước chúng ta không cần làm. Ta có thể là dùng cái khái niệm gọi là xã hội hóa được. Tôi nói ví dụ là vấn đề quản lý xe taxi, tức là phương tiện công cộng chẳng hạn. Trước đây có taxi truyền thống, chúng ta có hàng trăm hãng taxi ở một thành phố. Thì Bộ Giao thông, Sở Giao thông, rồi Ủy ban Nhân dân thành phố đã rất vất vả rồi. Thế bây giờ lại thêm anh Uber, anh Grab. Sắp tới không biết là cái anh gì nữa. Thì là phải phình bộ máy ra quản lý những anh này nữa. Thì tôi không thấy lý do gì chúng ta phải quản lý Uber hay Grab theo cái kiểu như vậy. Mà bây giờ về tổng quan ấy, mà phải định nghĩa lại thế này này. Là quản trị công hay là quản lý nhà nước ấy, thực ra tập trung vào hai nhiệm vụ thôi. Các nước họ làm như vậy. Một là lập chính sách. Hai là thực thi pháp luật. Chứ không có cái gọi là quản lý toàn diện, giám sát, kiểm tra, giám sát, rồi đánh giá, rồi thì hướng dẫn toàn diện như hiện nay, chỉ đạo toàn diện như hiện nay. Cái cách đấy không đúng trong cái cơ chế này nữa. Bởi vì cái đó nó không đi đâu cả. Thế thì nếu mà xác định là nhiệm vụ như thế, lập chính sách thì cần phải có người giỏi. Còn thực thi pháp luật thì cần phải có đội ngũ chuyên nghiệp. Thế như vậy là có hai tiêu chí đầu vào của cán bộ. Một là phải giỏi. Không giỏi anh không hiểu, anh không làm chính sách được. Thì rất nhiều người sẽ được loại ra. Và thứ hai nữa là nếu anh là thực thi pháp luật thì anh phải chuyên nghiệp. Ví dụ như tôi nói là các cái kiểm sát viên nhân dân chẳng hạn, thì ở các nước nó gọi đấy là luật sư đấy. Phải có trình độ chuyên nghiệp như các luật sư. Thẩm phán cũng phải chuyên nghiệp, phải có quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải qua lớp nọ trường kia, phải thi cử mới thành cái anh thẩm phán hay thành anh kiểm sát viên được, thành anh thanh tra viên được, tức là thực thi pháp luật. Thì theo hai cái hướng đấy tôi nghĩ là bắt đầu có thể chúng ta bắt đầu gỡ được cái cuộn len rối này. Quan điểm của tôi là thế. Vâng ạ. Ông Giao muốn về tiếp nối cái ý của anh Lập thì tôi thấy là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, tôi hoàn toàn chia sẻ. Đó là nhà nước phải phân định rõ ra nhà nước làm cái gì, khu vực tư nhân làm cái gì và để cho xã hội làm cái gì. Chúng ta có ba, chúng ta luôn nói ba cái khu vực nó luôn luôn là có vai trò riêng và nguyên lý hoạt động riêng của nó. Nhà nước anh chỉ dừng lại cái việc làm chính sách, ban hành luật pháp và thực thi pháp luật. Anh không nhất thiết phải làm rất nhiều những cái việc mà đáng nhẽ là để cho xã hội làm được, đáng nhẽ là để doanh nghiệp người ta tự lo được. Nhưng mà hiện nay của chúng ta là cái chức năng của nhà nước đang bao trùm lên nhiều mảng, bao trùm lên nhiều cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, bao trùm lên cả cái khu vực hoạt động của các tổ chức xã hội. Đáng nhẽ cái nguồn lực anh để tập trung vào có được một cái đội ngũ giỏi để làm chính sách, để ban hành được những cái luật tốt. Nhân đây tôi cũng muốn nói luôn, chúng ta ban hành rất nhiều luật. Luật ở đây tôi nói theo cái khái niệm là nó rộng hơn, là không chỉ các cái đạo luật mà các văn bản từ cấp bộ đến ủy ban ban hành, từ cấp chính phủ ban hành vân vân nữa. Thì cái khối lượng văn bản nó rất nhiều. Riêng cái thời gian để mà làm các văn bản đó thì tôi nghĩ đây là đang nói cái thời gian vật chất thôi. Chứ còn nói đến chất lượng thì có thể nói chất lượng các đạo luật của chúng ta hiện nay là rất yếu. Và từ đó cả cái hệ thống pháp luật của chúng ta thế. Và nó tạo nên một cái hệ quả rất nguy hiểm là như này. Là sự tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật. Là cái sự lạm quyền trong cái thực hiện pháp luật. Và điều đó nó ảnh hưởng đến cái hệ thống hành chính công.
Người không làm cũng không sao, tổ chức không làm cũng sao. Và xảy ra việc gì thì cơ quan này, tổ chức này là luôn luôn đổ lỗi và trách nhiệm cho cái cơ quan tổ chức có liên quan. Không có một cái. Thế muốn tập trung về một đầu mối, muốn tập trung để mà phân định rõ cái trách nhiệm quyền hạn của bộ ngành cũng như các tỉnh ấy, thì cái việc đầu tiên, cái việc lớn nhất, theo tôi có một cái khảo sát, cần phải có một cái danh mục định rõ những việc nhà nước làm, những việc xã hội làm. Thực ra câu chuyện này thì tôi nhớ lại năm 1990, khi chúng ta bắt đầu có cái chiến lược cải cách hành chính. Cho đến năm 2000, 10 năm, cũng tinh bản giảm biên chế 1/3, rồi cũng coi như rút gọn đầu mối. Nhưng cuối cùng chúng ta làm không được, ngược trở lại nó lại càng thấy hơn. Cho nên lần này đấy, với cái quyết tâm mà Trung ương đã nêu ra như vậy đấy, nếu làm không bài bản, tôi sợ lần này lại không khả thi. Giảm mấy chục nghìn các cái tổ chức sự nghiệp trong vòng bao nhiêu năm, giảm 10% biên chế, có khi rồi nó cũng lại coi như xảy ra một cái tình trạng mà chúng ta đã đặt ra một cái chiến lược với những chỉ tiêu rất rõ ràng. Tôi sợ là nếu không làm bài bản, có cái đánh giá thực trạng và có giải pháp phát hiện ra những nguyên nhân một cách rõ ràng đấy. Nhưng mà việc đầu tiên tôi hoàn toàn chia sẻ có hai cái đầu tiên là phân định cái chức năng thẩm quyền của nhà nước. Cái việc thứ hai nữa đó là phải có được cái tôi tạm gọi nôm na là mô tả công việc của từng bộ, từng cơ quan đó và từng các cấp chính quyền. Vâng. Tuy nhiên các khách mời có thấy là thời gian gần đây, những năm gần đây ấy, thì là cái vai trò của những cái doanh nghiệp này, khối doanh nghiệp này, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân cũng đã được đẩy lên rất là nhiều, cũng đã được ghi nhận rất là nhiều. Như vậy có rõ ràng nhìn thấy là chúng ta cũng đã bắt đầu để ý hơn đến việc là chuyển bớt những cái phần công việc của nhà nước sang những cái khối khác, những khu vực khác. Không biết có phải như vậy không ạ? Ông Sám thấy thế nào? Đại diện cho diễn đàn kinh tế tư nhân ạ. Trước hết nói tôi thấy rằng là chị nhận xét là đúng, là cái vai trò về dân chủ cơ sở, ví dụ như không trong kinh tế thì doanh nghiệp và kinh tế tư nhân được cái lực cơ quan chính trị, cơ quan nhà nước là thừa nhận trên giấy tờ và trong ý chí chính trị. Nhưng mà năng lực thực sự chính trong khu vực kinh tế tư nhân chúng tôi với nhau. Chúng tôi cũng thấy rằng mình chưa làm chủ được. Cái nhận thức và cái quan niệm, cái nền văn hóa của dân chủ cơ sở trong hoạt động kinh doanh ấy, nó còn yếu kém chính trong từng cá nhân. Và tôi cho rằng là một trong điểm tôi nói cái vấn đề này, xong tôi quay trở lại vấn đề mà anh Giao với anh Lập vừa trình bày, là tôi cho rằng là chúng ta nói là dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Nếu như mà những cái việc này mà nhân dân quan tâm, nhân dân đánh giá hiệu quả, nhân dân kiến nghị phương pháp, thì những việc ở cấp xã, cấp huyện hay cấp tỉnh, ở địa phương, ở cái ngành mà liên quan đến quyền lợi của người ta, người sẽ phân tích rõ ràng. Cho nên rằng nghị quyết Trung ương 5 vừa rồi, nghị quyết Trung ương 6, theo ý kiến của tôi là doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp và khu vực mà người dân từ cơ sở thấy rằng cần chuyển biến thành nhận thức, thành văn hóa, thành thói quen và tính tự chủ của người dân, của doanh nghiệp để phát huy được tất cả nội dung đó. Đấy là cái điểm mà tôi cho là mất nhiều thời gian, nhưng càng làm nhanh càng sớm thì tác dụng của nó càng tốt. Cái thứ hai mà nói anh Giao có nói rằng là phải giao cho bộ nào mà làm phù hợp. Có nhiều vấn đề không thể một bộ làm. Nhưng ở các nước khác ấy, thì người ta biên chế rất đơn giản. Chứ người ta lại vẫn có những cơ quan mà nhiều bộ. Ví dụ như là tôi đã đi thị sát, học tập kinh nghiệm ở một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở châu Âu. Và báo cáo bằng văn bản nhiều lần về các cơ quan quản lý như là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế. Và chúng tôi bây giờ là chúng ta có 5 bộ quản lý an toàn thực phẩm. Lúc cách đây khoảng trình độ 20 năm chúng ta có 7-8 bộ. Bây giờ còn 5. Thế nhưng mà nói thực là này, tức là tôi cũng chứng kiến những thời kỳ là gì. Có những cán bộ nói thầm với tôi là thôi dựng ra một cái cơ quan ấy là cho anh em mình có ghế. Quan điểm thật thà là một số cán bộ ở cái cấp vụ hay là cái cấp có thể nhảy hơn. Cái quan điểm thứ hai là gì, là trước chúng tôi để một số cơ quan mà kiêm nhiệm một bộ chỉ đạo thì một số anh em bộ khác bảo tại sao ông ở cái bộ này ông lại chỉ đạo được bộ khác. Đây là chúng ta không có nhận thức về quản lý công hiện đại. Quản lý công hiện đại nó có một cái đầu mối, và đầu mối là được nhân dân giao và được chính quyền giao. Nên khi anh thực hiện là anh thực hiện cái thẩm quyền ấy được giao. Thì anh Bộ Tài chính mà chỉ đạo tôi về Tài chính về thuế tôi nghe. Mà anh Bộ Công Thương chỉ đạo về chiến lược phát triển công nghiệp thì có như anh Bộ Tài chính về nghe. Và cái đầu mối nào mà được giao chỉ đạo về an toàn thực phẩm ấy, thì rõ ràng là không thể bảo là về nông sản thì giao cho Bộ Nông nghiệp, thì về hàng công nghiệp chế biến thì giao cho Bộ Công nghiệp, xong rồi lại thuốc thì giao cho Bộ Y tế và gì gì đấy. Thì lúc ấy là các nước người ta có một cơ quan đa ngành nhưng một ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo về mặt chuyên môn, chỉ đạo về mặt hành chính và tổ chức công việc. Còn chuyên môn các bộ vẫn thực hiện.
và đặc biệt là khâu dịch vụ công được xã hội hóa, giao cho doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ công là người ta rất phát triển. Nói thực với các anh chị rằng cá nhân tôi đã 4 năm nay tôi đi lặn lội, tôi tìm cách làm sao mà giao cái nhiệm vụ là đánh giá chất lượng những vấn đề gì liên quan đến an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường cho một đơn vị tư nhân, và họ làm với cái sự gọi là công nhận cái chứng chỉ của nhà nước, và chi phí hoàn toàn họ chịu, nhà nước là chỉ định hướng chỉ đạo có thể thu một phần trong cái lợi cái lãi của họ, mà hiện nay và đó là có thể có hàng chục các doanh nghiệp sẵn sàng nhận được đó. Nhưng mà cứ đến các bộ thì bộ này bảo an toàn thực phẩm thuộc bộ kia, nên trong cùng một bộ thì lại bảo chúng tôi có mấy vụ cục, lại không giao cho vụ cục tôi là đầu mối, vụ cục khác là đầu mối cơ. Cho nên bản thân cái đề án mà tôi theo đuổi suốt 4 năm nay nó vẫn chỉ là đề án và chỉ bàn được với một số người thôi, nó vẫn chưa thể nào thực hiện được. Trong khi đó là cái việc rất hiệu quả. Nên tôi quay trở lại đồng ý là này, tức là về quản lý nhà nước thì chúng ta có 3 chức là tam quyền phân lập. Nhưng cái tam quyền phân lập tôi nói ví dụ như chúng ta là chưa phân lập rõ. Tôi học chính trị cao cấp ở Bộ Công Thương khóa 1, cái đây khoảng trình độ gần 20 năm. Cũng đã bàn vấn đề rồi. Và cũng chưa xử lý được cái chuyện là lúc đó chúng ta rằng chúng ta có tam quyền nhưng không phân lập và thống nhất dưới sự lãnh đạo của nhà nước hay của Đảng. Thế nhưng mà tôi lấy ví dụ này, chúng ta hơi làm nặng vấn đề ở đây đến là tư pháp ấy. Thì trong lĩnh vực kinh doanh ấy, là chúng ta cần cải cách tư pháp 5-3 năm tới mà chưa xử lý được cái việc là một vụ kiện kéo dài đến 3 năm không xong. Trong khi đó tôi nói với anh làm luật thì anh biết có thể ở các nước tư bản, những vụ luật dân sự có những lúc chỉ giải quyết có 2 phút. Anh vi phạm giao thông, do vậy mà anh không tuân thủ, anh không công nhận cái hành vi xử lý của cơ quan hành chính, tôi kiện ra tòa. Kiện ra tòa, tòa án thì có khi chỉ lập luận trong vòng 2 phút, anh nào đúng anh nào sai. Một ngày họ xử lý 50 vụ, 100 vụ. Và việc ra tòa xử lý những việc nó rất là bình thường. Nhưng chúng ta tổ chức là cái đó phải có sự chỉ đạo của một tổ chức nào đó. Lại phải có một cái thói quen là phải làm đúng như cái quy trình đã làm ngày hôm qua, của ngày làm năm trước. Cho nên tôi nói cho rằng là trước mắt chúng ta có thể đơn giản ở một số bộ máy, số cấp phó, số đầu mối, một số cách quản lý và tạo ra được 5, 10, 15% số biên chế giảm. Nhưng cái đó chỉ giảm về lượng là một cái cuộc gọi là cải cách chứ không cách mạng về hiệu quả của nền quản lý công. Nói như anh Lập là phải nhìn nhận vấn đề như quản lý công. Tôi rất chia sẻ cái ý của anh có nói tới. Tức là cái vấn đề hiện nay của chúng ta giữa các bộ đấy, dường như là người ta khi thực thi công vụ, người bộ đấy, bộ đây với tư nghĩa có thể là ông bộ trưởng, có thể là vụ trưởng vân vân đấy, có cảm giác rằng là cái quyền lực của mình cũng ngang với bộ khác. Do cho nên về vấn đề nào khác mà bộ khác coi như là yêu cầu làm thì dường như là tôi với ông ngang vai với nhau, làm sao mà ông lại chỉ đạo được tôi. Cái ý mà anh nói là tôi thấy nó cái sự phối hợp và cái sự gọi là thực hiện công vụ theo chức năng và tuân thủ các cái nhiệm vụ theo chức năng, cái đó chúng ta còn thiếu. Cái đó là nó vẫn còn nặng nề trong cái văn hóa hành chính công giữa các cái tổ chức với nhau. Cái về thứ hai nữa thì tôi nghĩ ở đây nói đến câu chuyện tam quyền phân lập thì nó lại là cái bức tranh lớn quá rồi. Vâng. Đúng không ạ? Mà chúng ta đang bàn về cái câu chuyện là bộ máy hành chính công. Thế thì nhưng mà là ở đây rõ ràng là ta không cần nói đến tam quyền phân lập. Mà ở đây ta cần bàn cái câu chuyện kiểm soát quyền lực như thế nào trong cái hệ thống các cơ quan hành chính công. Giữa các cơ quan hành chính công, kiểm soát bên trong, kiểm soát bên ngoài, kiểm soát trên với dưới thì mới đảm bảo được cái thực thi công vụ. Thì cái câu chuyện này rõ ràng còn bỏ lửng. Chúng ta hiện nay về hình thức là ta có thanh tra chính phủ. Đó là cái cơ quan mà đi kiểm soát các cái vụ vi phạm, rồi kiểm soát cái việc gọi là giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính. Chúng tôi gọi đấy là thanh tra nhà nước, thanh tra hành chính. Còn loại thanh tra nữa là thanh tra chuyên ngành thì lại đi kiểm tra cái việc tuân thủ pháp luật của các công dân và các tổ chức xã hội. Thế thì cái thanh tra hành chính của chúng ta đấy, nó yếu kém và nó kém hiệu quả bởi nó không khách quan, nó không độc lập và thậm chí thẩm quyền của nó cũng chỉ là ông anh tham mưu thôi. Đi điều tra đánh giá cái sự việc xong rồi trình lên cho thủ trưởng quyết. Cho nên thanh tra của chúng ta có chống được tham nhũng đâu, có phát hiện ra được tham nhũng đâu. Thế thì nhân nói câu chuyện là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì đây là cái khâu cũng rất quan trọng đối với lại cơ quan thanh tra. Quyền lực của thanh tra đến đâu, anh được phép độc lập đến đâu để anh giám sát cái hoạt động của cả cái guồng máy hành chính này để đảm bảo cho nó tuân thủ pháp luật, công vụ nó nghiêm. Thì đây là một công cụ rất quan trọng. Tôi lưu ý là trong cái cải cách hành chính công của chúng ta hiện nay không thể bỏ qua cái vai trò kiểm soát bên trong. Còn đương nhiên cùng với nó còn nhiều biện pháp khác. Mà ví dụ
như là công luận. Muốn có công luận thì phải có tự do cái tiếp cận thông tin, là phải có minh bạch trong cái quy trình hành chính. Thì nó còn nhiều câu chuyện. Vâng, giải pháp đúng là rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ chọn một số những cái điểm để lúc nãy đấy anh Giám có nêu cái thực tiễn ở các nước ấy, thì tôi cũng có một câu chuyện rất thú vị thế này, là tôi tham dự các cái phiên tòa của một cái tòa án quận ở thành phố New York vào lúc 10 giờ đêm. Cả cái phòng gọi là xử án ấy đầy người, là những người xếp hàng để chờ đến lượt mình lên được quan tòa xử, thẩm phán xử. Mà mỗi vụ xử chỉ có từ 3 cho đến 5 phút, thậm chí dài nhất là 10 phút. Tôi mới hỏi thì họ bảo là chúng tôi làm việc là 24 giờ, tức là gì? 3 ca liên tục. Đấy, thẩm phán làm việc 3 ca, bởi vì sao? Những cái vụ mà gọi tranh chấp hành chính đó, tức là xử phạt ví dụ giao thông ở ngoài đường này, hay là uống rượu ngoài đường này, nó nhiều quá nhiều, nên là buộc phải như thế. Thế nhưng mà tại sao họ xử ngắn như vậy? Thì tôi phát hiện ra một cái điều là thế này, tất cả các cái khâu trước đó đấy đã được chuẩn bị rất kỹ rồi. Tức là anh... ví dụ như là anh cảnh sát anh chuẩn bị rồi, anh công tố viên anh chuẩn bị rồi, anh luật sư giám sát lại tất cả các hồ sơ đó rồi. Sau đó thì thẩm phán chỉ hỏi ba cái anh kia về cái quy trình các ông làm đúng chưa. Và tôi tin các ông đã làm như thế rồi. Và cái đương sự đấy có thắc mắc gì không thắc mắc, họ quyết luôn lập tức. Trong 3 phút, 5 phút là xong một cái biện pháp để xử lý. Thế thì như vậy là tôi phát hiện ra một điều là để chuyển sang một cái hệ thống như vậy cần có những cái quan niệm rất khác. Đặc biệt là phải có một cái niềm tin của nhà nước và các cái lực lượng mang tính xã hội, ví dụ như luật sư chẳng hạn. Luật sư đã làm rồi, người ta có cái phẩm chất, năng lực và danh dự nghề nghiệp của người ta rồi, người ta phải làm đúng, ví dụ như thế. Thế còn quay trở lại nước ta chẳng hạn ấy, thì tôi nghĩ rằng thế này, anh Giám cũng có nói đến câu chuyện rằng là và chị cũng có nói rằng là bây giờ chúng ta xã hội hóa đi, rút rất nhiều các công việc của nhà nước sang cho các lực lượng khác. Thì anh cũng có nói rằng là liệu là chuyển các cái công việc đó sang các cái lực lượng xã hội hay là tư nhân ấy, thì cái lực lượng xã hội và tư nhân có đảm đương được không? Thì chúng ta hầu như là vẫn chưa tin cậy. Đây là cái quá trình dân chủ hóa đấy. Tức là chúng ta vẫn nghĩ là thế này, người dân chúng ta còn kém hiểu biết thế này, còn kém ý thức tổ chức kỷ luật thế này, thì có dân chủ hóa được không? Có trao cho họ quyền được không? Thế nhưng mà đấy là câu chuyện con gà và quả trứng. Nếu chúng ta không tin họ, giao cho họ, thì không bao giờ họ lớn lên được, họ có năng lực được. Thế còn một cái hình thức khác ấy, mà trên thực tế đã triển khai, tôi nói ví dụ như là chuyển giao một số chức năng quản lý nhà nước sang cho cái hội lương thực chẳng hạn, nhiều hội khác. Đấy. Thế thì rõ ràng cho đến bây giờ ấy thì nhưng mà nhà nước vẫn đứng đằng sau, nhà nước vẫn đỡ, và thực ra đấy cũng không phải là một cái hội xã hội nghề nghiệp thực sự của những người sản xuất lương thực. Do vậy thì bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long với cái xuất khẩu ấy thì nói rằng là cái chướng ngại lớn nhất chính là các cái biện pháp quản lý của cái hội lương thực đó, hiệp hội lương thực đó. Thế như vậy là gì? Chúng ta làm mà không làm thực sự, không làm đến nơi đến chốn. Chúng ta xã hội hóa, chúng ta gọi là tư nhân hóa, nhưng mà chúng ta không tin cậy vào các lực lượng xã hội và không tin cậy vào người dân và các lực lượng chuyên nghiệp trong xã hội ấy mà, thì không bao giờ cái quá trình này có thể bắt đầu được và giải quyết được. Đấy, tôi muốn thêm hai cái ý thế này. Dạ. Trước hết đây thì trong quá trình đàm phán Việt Nam gia nhập với WTO thì Hiệp định Việt Mỹ, dạ, tôi cũng đã có lúc mà tôi cũng ngộ nhận, cho nên là tôi ra sức bảo vệ rằng việc là đường sắt, hàng không, thông tin liên lạc viễn thông, vận tải biển, cả cảng biển thì phải là nhà nước, vì nó cần hàng tỷ đô la. Thì lúc ấy các bạn đàm phán với tôi bảo ông Giám với ông nhầm, ông cứ đợi cho tôi đến 5 đến 7 năm nữa xem, thì cái lực lượng đó là lại từng doanh nghiệp nó đảm đương được đấy, xã hội hóa được đấy. Và bây giờ tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi sai. Đấy, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là trong quá trình làm việc 40 năm của mình, tôi đã trải qua nhiều vị lãnh đạo, và vị lãnh đạo nào mà giao cho cán bộ rằng cậu làm đi và có sai đấy, nhưng cái sai này không chết người. Cái sai này nó chỉ ở mức độ sai kỹ thuật, chậm một ít phút, sai một câu nói nghe nó hơi chối tai vì trong cái lời văn viết. Thì như anh cán bộ nó được giao cái việc thực hiện những nhiệm vụ mà không bị điều chỉnh ngay lập tức ấy, thì trưởng thành nhanh. Còn những anh nào mà được lãnh đạo cứ dìu dắt chữa từng câu từng chữ trước khi văn bản gửi đi, trước khi dự án được đệ trình ấy, thì về sau lại làm lệ thuộc theo một quy trình không phát triển được. Cho nên bây giờ tôi lại rất ủng hộ cái việc rằng phải tin cậy ở từng người dân, từng doanh nghiệp, và phải chấp nhận họ có sai. Những cái sai mà để là trục lợi cho quyền lợi cá nhân, xâm phạm luật pháp thì trừng trị thật nghiêm. Còn cái sai nho nhỏ là sai về quy trình chậm và giam 3 ngày, ít thời gian, hoặc là lệch một tí về quyền lợi giữa các nhóm, nó không nhằm mục đích cá nhân được và xâm phạm pháp luật, thì chúng ta chấp nhận để lớn. Thì tôi cho rằng là đấy là hai cái điểm, và rất có thể là từ đó nó giúp cho chúng ta rằng từ người dân nhận thức cái tính tự chủ và trách nhiệm của mình, từ doanh nghiệp nhận thức cái quyền và cái khả năng của mình độc lập triển khai, và dám nhận những cái việc đó, mà cùng chung tay với nhau để xây dựng
một cái cơ chế là xã hội hóa và đơn giản cái dịch vụ công cho khu vực tư, cho người dân họ thực hiện. Thực ra trên thực tế của chúng ta đấy cũng đã có những cái ví dụ rất tốt về cái việc mà trao dịch vụ công ra cho xã hội rồi. Vâng. Chúng không nói đâu xa, cái câu chuyện công chứng thôi, đúng không? Chúng ta cách đây khoảng gần chục năm là đi mà làm một cái công chứng là rất khổ sở ở các cái văn phòng công chứng nhà nước. Thế nhưng mà từ khi mà đã được quyết định là giao cái đó cho khu vực tư nhân làm, cho xã hội làm, thì các văn phòng công chứng nghĩa là mình đến là thượng đế. Cái phục vụ dịch vụ công ở văn phòng công chứng tư nhân hiện nay đang là người rất tốt. Hài lòng. Người dân hài lòng. Và vẫn đảm bảo, tất nhiên cũng có chỗ này chỗ khác vi phạm. Nhưng cái vi phạm đó không phải là bản chất của vấn đề. Cái vi phạm đó chúng ta vẫn xử lý về mặt pháp luật được. Cái thứ hai nữa, gần đây có một cái chủ trương vài năm gần đây là cho thành lập cái văn phòng thừa phát lại. Cái cơ chế thừa phát lại là từ trước năm 75 Sài Gòn đã có rồi. Trước năm thời Pháp cũng có rồi. Và hiện nay các nước phương Tây là rất phổ biến. Nó là cái vi bằng, là một cái bằng chứng giao dịch dân sự. Thế việc gì nhà nước can thiệp vào? Thế thì bây giờ cũng lại cho thành lập một cái loại văn phòng như vậy. Rồi tiếp theo tôi nói một cái ví dụ nữa là cái việc mà đăng kiểm, kiểm định kỹ thuật cả xe máy ô tô đấy. Tôi nghĩ những việc đó hoàn toàn. Và nếu như cái cơ sở kiểm định xe máy ô tô mà anh gian dối, anh để xảy ra tai nạn, anh chịu trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự, và thậm chí là anh còn chịu trách nhiệm cả về mặt hình sự. Thì ta, nếu như nhà nước mà tất cả những việc đó, hay gần đây tôi cũng biết là ví dụ như là bắt đầu chúng ta mở cửa. Lúc trước là cái ông gác cổng, cái bà lao công ở các bộ là cũng là biên chế nhà nước và cũng họp, coi như cơ quan nhà nước cũng bỏ phiếu tín nhiệm thủ trưởng. Nay có còn nữa đâu. Nay là cái lực lượng đó là hoàn toàn ký hợp đồng với lại các cái đơn vị mà bảo vệ, cũng như các cái đơn vị dịch vụ cả. Tất cả thực tiễn nó đang chứng minh cho thấy là gì? Nhà nước càng ôm thì càng không hiệu quả, và càng cồng cành bộ máy càng khó cho nhà nước. Cho nên phân định cho rõ những việc nhà nước làm là chính sách, là pháp luật, là thực thi pháp luật. Vâng. Khung khổ và thực thi. Vâng. Tôi xin phép thêm một hai ví dụ để chứng minh với các anh chị. Rồi có khi tôi hy vọng năm nữa chúng ta cũng có. Tôi đã đăng ký ô tô tại châu Âu mà chỉ đến bưu điện. Làm xong giấy tờ mua bán đưa ra bưu điện và họ có cái mẫu truy cập với cái của bên cơ quan đăng kiểm của nhà nước. In ra ngay tại chỗ. Và họ chịu trách nhiệm về việc họ cấp giấy. Và tự kiểm định xe ô tô thì là ở garage, bất kỳ garage ô tô nào. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng kiểm định đó. Tôi hy vọng rằng chúng ta sau 3 năm nữa, 5 năm nữa, chúng ta tin ở cái lực lượng các doanh nghiệp và nhân dân. Chúng ta không cần mất công, mất bộ máy nhà nước hay là cũng như chi phí. Chúng ta chịu tổ chức một hệ thống tương tự như thế. Và cái anh Giao nói đấy, thì trên thị trường người ta gọi là cái khái niệm outsourcing đấy. Anh Giao ạ. Và cái outsourcing này là một cái quá trình tất yếu. Nó sẽ tất yếu như là cái cách mạng công nghiệp 4.0 đó. Và không chỉ lĩnh vực nhà nước đâu. Bản thân các doanh nghiệp tư nhân ấy, người ta cũng đã thực hiện quá trình outsourcing rồi. Thế thành ra đấy là một cái xu thế rất hiện đại và rất văn minh. Tại sao chúng ta không theo nhỉ? Vâng. Vâng. Thưa các khách mời, trong các số trước thì một số các diễn giả của chúng tôi cũng đã nói về cái giải pháp mà chúng ta vừa bàn. Thế tuy nhiên ngày hôm nay thì rõ ràng với ba khách mời ở những cương vị đã từng ở trong bộ máy hành chính công, không ạ? Rồi bây giờ cũng đã tiếp xúc làm việc với cả các đơn vị tư nhân, doanh nghiệp ở ngoài xã hội, thì tôi thấy là cái góc nhìn của các khách mời rất là khách quan, nó rất là thực tiễn đối với cả cái vấn đề của chúng ta. Và ngày hôm nay các khách mời cũng đã phân tích mổ xẻ, đưa ra rất nhiều ví dụ để cho thấy kỹ rõ hơn cái câu chuyện là chúng ta phân định rõ lại vai trò của nhà nước và nên chuyển bớt những cái công việc mà nhà nước đang nhận sang các bộ phận khác, sang xã hội, sang các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Thì chúng tôi cảm thấy là những cái thông tin các khách mời cung cấp ngày hôm nay rất là hữu ích cho quý vị khán giả và những người làm chính sách. Chúng tôi hy vọng là các khách mời có thêm những cái nội dung mới trong thời gian tới để tiếp tục trao đổi cùng với chúng tôi khi mà chúng ta quay lại bàn về câu chuyện này và nhìn lại những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được sau cả một quá trình chúng ta đưa ra nhiều chính sách. Ở đây có một cái điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là chúng ta mới bàn đến về thể chế và tổ chức thôi. Vâng. Con người cũng rất quan trọng. Vâng. Đúng không ạ? Vậy thì năng lực cán bộ của chúng ta tại sao hiện nay nó như vậy? Vâng. Thì theo tôi có mấy cái nguyên nhân của nó này rất là tóm tắt qua gọi là cái ngôn từ dân dã của nhân dân thôi. Tức là gì? Lên không xuống, vào không ra. Đấy là một cái. Tức là anh đã được vào được biên chế nhà nước rồi là có nghĩa là khó mà ra được. Anh đã được bổ nhiệm, anh đã được lên chức rồi thì lên không xuống. Thậm chí là anh có khuyết điểm hay gì đó, thậm chí anh lại còn lên nữa cơ. Đấy, đấy là cái một cái hiện tượng mang tính nguyên nhân. Một cái nữa là, đấy là hiện tượng thôi. Thế còn nguyên nhân ở đâu ra? Thì nó lại có một cái câu là gì? Thứ nhất, hậu duệ. Thứ nhì, quan hệ. Thứ ba, tiền tệ. Và thứ tư, về là trí tuệ.
Vậy thì ở đây chúng ta cần phải xem xét muốn giải quyết cái vấn đề này là phải xem là cái việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức ra sao, cộng với lại cái giám sát hoạt động công chức. Những khâu đó nếu không làm được thì có thể chúng ta bộ máy rút gọn, biên chế cũng nhỏ đấy, ít người đấy, nhưng mà chưa chắc là hiệu quả đã có. Xin cảm ơn ông Giao. Tôi cũng rất là hiểu những cái tâm huyết của các khách mời đối với đề tài của chúng tôi ạ. Và rõ ràng với một đề tài thì chúng ta không thể mổ xẻ tất cả các giải pháp. Thì ngày hôm nay các khách mời đã lựa chọn một cái giải pháp tôi nghĩ là cũng rất là gốc rễ. Còn riêng về bộ máy cán bộ công chức, chúng tôi đã làm hàng vệt đúng không ạ? Chắc ông khách mời đều nhớ hơn chục số để bàn về việc là cái chất lượng bộ máy cán bộ công chức của chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn ba khách mời bởi vì thời lượng chương trình cũng có hạn nên chúng tôi cũng xin phép được kết thúc chương trình ở đây. Rất là mong sẽ được gặp lại các khách mời trong nhiều chương trình tiếp theo của đối thoại nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.